Hôm nay là liên hoan lớp tiếng Nhật nhá. Đây là Hà này, hot girl của lớp. Hà. Đây kia là cô giáo. 97 trường người yêu nhá anh em nhá. À, phòng văn hóa nhá. Ok. Nho này ngon hay là Hà ngon hơn? Chung là nho thì nó chua. Nói chung rồi. Hà thì nó ngọt. Khóa về sao? Phải về sao lại phải nếm mới biết được. Chưa nếm. Nho thì ăn rồi nhưng mà Hà thì chưa. Còn bánh gạo các thanh niên. Đây.